Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Bim già, mẹ cổ. Khi mà tôi quyết định chọn E46 và W212-209 thì cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Có những ý kiến thì ủng hộ rằng nên mua những chiếc xe khoảng 10 năm nhưng mà là xe sang thì sẽ có được những cái giá trị như thế nào. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến là nên mua một chiếc xe mới cũng giá tầm đấy nhưng mà mới tinh tinh thì có giá trị như thế nào. Thì ngày hôm nay mình cũng xin phép được chia sẻ. Bởi vì thực ra là chiếc xe này khi mình nói thật ra đi quay chương trình giới thiệu cho mọi người nắm được cái thị trường xe cũ giá như thế nào, bao nhiêu đời vân vân, thì có thể thấy là giá xe cũ bây giờ xuống khá là sâu. Và chiếc này là một chiếc là mình phải ôm về ngay. Thì cái hôm nhận xe thì cũng có đã chia sẻ với mọi người rồi. Thì ngày hôm nay mình quay lại hiểu chưa, để giới thiệu mọi người một chia sẻ một số cái lý do. Thứ hai là trước khi nó qua biển 5 số, biển mới bây giờ. Ok, chiếc E300 đời 209 này thì bây giờ giá thị trường nó cũng chỉ khoảng 600 triệu tùy theo độ thân thiết. Đó, cũng phải chia sẻ thật với quý vị và các bạn. Nhưng mà một chiếc xe bây giờ tính cho đến đời bây giờ là 11 năm rồi. Thì những chiếc xe đời cũ sau 7 năm, 10 năm thì cũng phải chia sẻ với quý vị và các bạn là khi lấy về thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải phục vụ nó. Như tôi đã chia sẻ rồi, cái lý do, một trong những cái lý do mà tôi chuyển qua mua những cái xe này để mình muốn thử phục vụ nó xem sao. Bởi vì mình cũng đã từng đi những chiếc xe mà 5 năm nó phục vụ gì, không lỗi lầm gì, chỉ việc đổ xăng, thay dầu, thay lọc dầu, một số cái bảo dưỡng cơ bản là đi thôi. Thì ngày hôm nay mình cũng phải muốn thay đổi một chút. Và cũng chia sẻ thật là khi lấy chiếc xe này xong, mình có rủ một anh bạn đấy hôm sau cũng sẽ lên sóng. Và một người tôi tin chắc rằng các bạn cũng sẽ biết, chuyên làm đẹp về tóc cho các bạn ấy. Thì dù lên ngồi thì hôm sau anh cũng nhảy hô vôi theo tôi. Tất nhiên đời cao hơn, cũng rất băn khoăn nhưng mà sau này cũng chấp nhận. Đó, thì muốn thay đổi. Thứ nhất, mình cũng xin chia sẻ luôn là với những chiếc xe đời cổ như thế này, đời cổ như thế này, mình mua thì phải có một cái mục đích rõ ràng. Ví dụ như chiếc E46 này, mua đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đó, cái ghế này nó rất ghét một cái là Nó khiến mình không ấy được. Nó giữ cái người nó rất là khó. Đó, là chỉ để phục vụ chơi Gymkhana và nâng cao kỹ năng lái xe bằng các cái kỹ thuật drift cùng với câu lạc bộ Redline. Thì vừa rồi cũng có tham dự các giải đua thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi, và những cái chia sẻ về cái chi tiết nâng cấp kỹ thuật và các kế hoạch cải tiến cho tương lai thì tôi cũng đã chia sẻ rồi. Km nó đi thì sau, mình nhớ cho đến bây giờ lấy cũng phải vài tháng hay 3-4 tháng thì cũng chỉ chính xác là 475 km. Và nhiên liệu của chiếc xe này thì sau khi thay đổi kỹ thuật một chút thì nói chung nó không bao giờ dưới được 15 lít đi trong phố. Nhiều khi mà tắc đường mà trời nóng như mùa hè nắng đỉnh điểm 19-20 lít. Còn khi tập luyện đua 24 lít là bình thường. Đấy. Còn chiếc xe này, rồi, chủ đề chính ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chiếc xe này. E300 W212 máy 272 V6 231 mã. Máy này cùng với đời S300 hôm trước tôi cũng giới thiệu với quý vị và bạn. Về mức tiêu thụ nhiên liệu thì trong vừa mấy hôm vừa rồi mình đi thì nó rơi vào khoảng, nếu mà đi phố thì chưa thấy nó báo dưới 15 lít đâu. Và mình tin là nếu mà tắc đường mà cứ dí dí thì nó 17, 18 lít là bình thường. Tuy nhiên với cỗ máy này đi trên đường trường thì một vài người đã chia sẻ với tôi sử dụng từ cái đời ngày xưa ấy, đời trước ấy, thì nó chỉ khoảng hơn 8 lít, 9 lít, 10 lít. Đấy. Thì đấy là về cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà chúng ta thường xuyên quan tâm. Cái nhược điểm đối với một chiếc xe sau 7 năm hoặc là 10 năm thì đầu tiên ví dụ như khi mà hết các cái thời hạn đăng kiểm ấy thì sau đấy nó sẽ phải chuyển qua 6 tháng. Chiếc xe này hình như mình nhớ không nhầm thì đến tháng 7/2021 thì sau đấy đăng kiểm thì cũng 6 tháng. Cái thứ hai là các cái chi tiết kiểu như là cao su trong cái hệ rô tin này, rồi là cao su chân máy này, rồi chân hộp số này, các cái gì nó thuộc về cao su nó theo thời gian, theo tiêu chuẩn của xe châu Âu thì cũng sẽ phải thay. Tuy nhiên bây giờ cái chi phí đấy nó cũng không quá nhiều. Ví dụ 4 quả cao su chân máy nó rơi vào khoảng chưa đến 20 triệu cho một chiếc xe có rất nhiều công nghệ bây giờ vẫn chưa lỗi thời, thì mình nghĩ hoàn toàn xứng đáng. Và chạy thì thôi, cái phần đấy chia sẻ sau nhỉ. Rồi, những cái chi tiết tiếp theo là thuộc về cái hệ thống gập gương tự động.
Đấy, gập gương. Thì sau một thời gian dài thì nó kêu rè 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 rè, thì cái đấy thì chiếc xe này cũng bị và chiếc xe này cũng bị những cái thẹo dỉ motor. Lên xuống kính với chiếc xe này, cái phần lên xuống kính ấy thì nhìn chung ấy là 8 vạn mà vẫn còn ngon. Một chiếc xe khác tôi sử dụng trong cái điều kiện bụi bặm hơn, nhưng mà lại đến từ thương hiệu chúng ta hay nói là lành, thì lại tôi đã phải thay motor rồi. Nhưng chiếc xe này tôi nghĩ là cũng chưa thay đâu, hoặc có thay rồi thì cũng không có sao cả, bởi vì những cái chi tiết gì nó cần thời gian khấu hao và đến lúc phải thay mình nên thay cho nó tốt để sử dụng tiếp, bởi vì nhìn vậy thôi đồ Đức nó cũng bền, nó đắt nhưng mà nó bền. Thứ hai là các cái hệ thống phanh thì qua thời gian thì đương nhiên rồi, má phanh phải mòn, đúng không ạ, đĩa phanh cũng phải mòn, cơ cấu ép thì đến lúc mình cũng sẽ phải bảo dưỡng, xe nào cũng vậy thôi, những cái phần này thì xe nào cũng vậy. Tuy nhiên chi phí nó có cao hơn nhưng mà không cao quá. Tất cả các phần chi phí thuộc về những cái phần thay thế rồi gì gì đấy thì sau này mình trong quá trình mình làm ấy, mình cũng sẽ chia sẻ hết cho mọi người để có thể có cái nhìn. Tất nhiên một chiếc xe nó không thể bao quát cho hàng trăm hàng nghìn chiếc xe có mặt trên thị trường, nhưng mà nó cũng là một cái thông tin hy vọng là có ích cho những ai mà quan tâm đến những dòng xe này. Còn mình xin chia sẻ luôn, đối với những người mà mua xe lần đầu thì thôi bỏ qua các cái phần khúc cũ này, cứ mới cho lành. Cùng giá chiếc xe này mua cứ Vios City rồi thậm chí hạng A gì gì đấy, đi 5 năm có bảo hành 2-3 năm gì theo km rồi chỉ việc thay dầu thôi đấy, nhưng mà sẽ không bao giờ có một cái trải nghiệm của xe Đức mà chút nữa mình sẽ chia sẻ thêm, cũng như cái hệ thống công nghệ. Nói về nhược điểm, chung quy lại một cái câu là như thế này, đối với dòng xe này nó đã 10 năm rồi đấy, nó thuộc vào ông già đấy. Còn các chi phí cụ thể thì mình xin chia sẻ ở các video sau, thì sau đấy các bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát hơn. Nhưng mà cũng bật mí luôn, ví dụ như cái chiếc xe này mình chọn đấy là hệ thống thụt là thụt dầu hết, cái thứ hai là trợ lực là cũng là trợ lực dầu thì cái thước lái nó giá cũng hợp lý hơn nhiều so với trợ lực điện, thì khi chọn thì mình cũng có cân nhắc thêm. Lấy chiếc xe thì lý do duy nhất nó hợp với mắt mình, còn mắt các bạn thì có thể tùy mỗi người mỗi cái. Nhưng mà bây giờ mình xin đi sâu vào chi tiết luôn là tại sao mình lựa chọn chiếc xe này. Thứ nhất là về giá. Giá bây giờ có thể nói là 10 năm trước nó là 100 khoảng 119 hay 120 ngàn đô, và lăn bánh nó khoảng 2 tỷ 6, 2 tỷ 7. Và chiếc này cũng là một trong những chiếc, nếu mà lộn ngược lại năm 2009 thì nó cũng là nhiều cái trang bị nó thuộc dòng S rồi, và gọi là cho doanh nhân thành đạt, hay còn gọi là cho những chủ tịch cũng oách, thuộc hàng oách luôn. Nhưng bây giờ thì nó giá thị trường bây giờ nó khoảng 600 triệu. Thì một là giá nó sẽ bằng những chiếc xe hạng A, hơn A hoặc là hạng B. Hạng B thậm chí còn chưa lăn bánh cơ. Thì đầu tiên nếu mà như vậy ấy, thì chúng ta sẽ có một cái logo xe mẹt ạ. Gật gù đấy. Đấy, tức là mua dù giá như thế nào thì mình vẫn có một cái logo là Mercedes. Trên chìa khóa này cũng vậy. Nhưng mà cái chìa khóa này thì bị bay mất cái phần ốp ở đây rồi. Cái này cũng có nhiều người sử dụng những cái đời xe như thế này bị mất. Thì chiếc xe này cũng chỉ còn một chìa khóa thôi. Mình cũng sẽ đi tìm lại những cái chi tiết như thế này để thay cái ốp nhựa để nó về zin. Cái thứ hai, mình cũng sẽ có kế hoạch làm nguyên một loại chìa khóa. Chìa khóa trên thị trường bây giờ thì cũng bật mí luôn với quý vị và các bạn, nó sẽ có hai loại chìa khóa, một là từ hàng xóm lạ đấy, cái hai là chính hãng. Thì đối với việc phục chế những cái xe gọi là những cái chi tiết như này thì mình luôn lựa chọn là chính hãng, đắt nhưng mà nó lại sắt ra miếng, thích lắm ạ. Rồi cái chi tiết tiếp theo là cái hệ thống đèn này, đèn từ 2009. Xin thưa với quý vị và các bạn, bây giờ đèn những xe hạng hạng B ạ, xin thưa luôn, mình cũng phải thẳng thắn với nhau nói rằng không theo kịp. Đời đấy đã đèn bi xenon và tương đối là thông minh rồi, khi nó còn có đèn chiếu góc này này. Gặp xe ngược chiều chuyển từ chiếu xa sang chiếu gần thì xin thưa với quý vị cũng đã có rồi. Đây tôi bật cho các bạn xem. Đây, đây là chế độ auto. Nếu mà có xe phía trước thì xe sẽ tự động cụp xuống. Tôi gọi là đèn pha thông minh. Vâng, 10 năm trước ạ. 10 năm trước đã có hệ thống rửa đèn. Đấy. 4 cảm biến trước. Trong cái hệ thống mình nhớ cái tên marketing ngày xưa của Mercedes cái là hình như là Paktronic kiểu thế. Cái thứ hai là cái cách thiết kế bóng led, bây giờ bóng led khác nhá. Nhưng 10 năm trước cái đèn này cũng là đèn đèn led à? Đấy. Tôi không biết là cái ông nào ông có thay cho đẹp hay không. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái xe này thì mình nhìn thấy những cái đường nẹp ngay cả ở dưới gầm này thì nó cũng đang còn đẹp.
nói chung là gọi là vừa mắt thôi. Còn những người kỹ tính hơn thì có thể là chưa đẹp, kiểu như vậy. Và cái form xe, những cái đường ba đờ sóc này này, dễ. Ngày xưa nó cũng là để phân biệt những cái chiếc xe sang đấy. Và cái thiết kế này đối với dòng đời cũ ấy thì nó bị ghét những cái dòng xe, kể cả BMW hay Mercedes cũng thế, là cái mặt gương này, cái vùng quan sát nó bé. Bởi vì tất cả những cái xe này ngày xưa nó thiết kế cho châu Âu nhiều. Cái châu Âu là hệ thống đường cao tốc họ hoàn toàn khác. Còn ở mình thì về châu Á thì cái mật độ rồi cái cách hành lý thì sau này cũng sẽ phải khác. Cho nên cái mặt gương sau này nó to hơn. Và cái cách thiết kế ngày xưa đối với những chiếc xe hơn 10 năm thì cái khí động học cũng không bằng đời mới bây giờ. Nhưng mà đến chút nữa đi ấy, đi ở cái tốc độ 60-80 ấy, chưa chắc em mới bây giờ đã sướng bằng đâu nhá. Đấy, mình hơi mạnh dạn câu đấy nhưng mà hãy thử. Đấy. À, nói về cái gương tiếp thì đối với những cái xe Mercedes ấy, tôi gọi là rất là tôn trọng người dùng. Đấy, nó có những cái vùng cầu đây này. Thì thời đấy chưa có cảnh báo điểm mù, đúng không ạ? Chưa có công nghệ cảnh báo điểm mù rồi vân 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 vân. Thì sẽ có cái mặt như thế này để tăng tiếp cái vùng quan sát lên. Đó. Rồi còn gì nữa nhỉ? Thực ra đối với cái đời này nhá, cái W212 đây này, thì mình thích thiết kế phần đuôi. Cái phần đuôi là mình mê mẩn. Thực sự là mê mẩn, cho đến bây giờ mình nhìn nó vẫn đẹp. 6 cảm biến sau. Rồi. Logo E300. Đấy, đèn. Rồi, cốp đi. Cốp này thì rất là rộng. Và đây, 29 các bạn xem. Đấy, những cái chi tiết này nó còn đang còn mới như thế này. Có vẻ như là nó nằm đường ít, ít dùng. Thế cho nên là yêu thôi ạ. Đấy, các chất lượng nỉ vẫn đẹp. Thì vừa rồi thì mình cũng có trải thêm cái thảm cao su thôi, cao su Thái. Tùy mỗi người, bây giờ có rất nhiều cái loại thảm. Đó. Cốp thì rất là rộng, đây một số đồ, ví dụ thảm, bộ thảm cũ rồi vân 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 thì mình đang để trong này thôi. Ok. Đấy là một trong những cái lý do mà mình lựa chọn. Mà cho đến bây giờ những cái xe mới 100% thì xin thưa với quý vị cũng không có. Thì chút nữa mình sẽ vào bên trong. Và cái đời này nếu mình nhớ không nhầm, những cái bản cao ấy, nó có cả Digitronic, tức là phanh khoảng cách, kiểm soát khoảng cách với xe phía trước. Cái module đấy nếu như bây giờ mình nâng cấp cho chiếc xe này hơi phức tạp một chút, nhưng mà bởi vì cái chi phí nó cũng tương đối cao, khoảng 50-60 triệu, thì mình cũng đang cân nhắc có nên hay không. Đó. Cái đó thì mình sẽ cân nhắc, nếu mình làm mình cũng xin phép được giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây, cái khoang xe thì để hình nói chứ mình cũng không phải giới thiệu nữa. Đó, để hình. Đây, mình sẽ ngồi vào. Đây là một chiếc xe thuộc form hạng D. Đó. Rồi. Nó khác với cái việc mà mình mua những chiếc xe hạng B mới bây giờ, là cái không gian nó rộng. Cái thứ hai ấy là đến khi mà mình chở con mình đi học ở trên đến trường ấy, thì đến bé ấy, như thế thôi, mới gọi là chưa đến cấp 2 mà nó còn nhận ra được, ồ cái trụ chữ A trên chiếc xe này nó bé, hai cái trụ A nó bé bố ạ. Đấy. Và một cái điểm mình cũng rất thích là cửa sổ trời panorama chia làm hai khoang tách biệt. Cái này nó có cái ưu là nó tạo cái sự lãng mạn và không gian thoáng. Tuy nhiên nó cũng có một cái nhược là nó sẽ tốn điều hòa hơn, nó sẽ nóng hơn, đặc biệt là mùa hè. Cái đấy là mình phải chấp nhận và đánh đổi. Và các bạn hãy nhìn một cái không gian khoang xe khoảng 11 năm. Nó có cái gì đấy nó thuộc về sự cổ điển. Và cái gỗ này này là một trong những cái thích, hai là những cái đường. Mình cũng rất đẹp. Nó có cái ambient light ở đây, một màu vàng nữa. Buổi tối nhìn yêu lắm. Thực ra nó là vẻ đẹp cổ kính thôi. Còn nếu mà ai yêu vẻ đẹp hiện đại bây giờ thì cũng không phải là một cái lựa chọn hay đâu. Đó, mình cũng phải chia sẻ thật đây. Cái ngay cả những cái này nhá. Đó, những cái DVD này, khi mình lấy chiếc xe này này, thì có một bác cũng là cây đa cây đề, cũng xin nêu tên luôn là bác Vĩnh Nam. Bác ấy đã tặng cho một cái đĩa DVD con mang online. Cái này có một lý do thì chút nữa mình chia sẻ. Nhưng mà ở đây thì nó cũng có một cái cổng cắm để kiểu như kết nối với điện thoại, nghe iPhone, iPad gì đấy. Nghe iPod, xin lỗi ạ. Và tuy nhiên cái cổng đấy sau 10 năm thì bây giờ cũng khó mà tìm thấy được. Đây ạ. Rồi, nhựa đây nhá. Để hình nói ạ. Rồi.
cái một trong những cái chi tiết trong cái kế hoạch nâng cấp của mình ấy. Lúc đầu thì mình tính là mình sẽ lên một cái đầu Android 12.3 ở đây. Nhìn cái giao diện thì phải nói cũng rất đẹp. Chi phí nếu mà giá mạng thì nó khoảng 14-15 triệu, đúng không ạ? Cũng có khá nhiều người đã dùng rồi. Nhưng mà khi về một buổi tối, phải chia sẻ thật là khi mình đưa con đi học thì mình nhìn thấy những cái ambient light màu vàng này, rồi những cái thiết kế của nó, thì mình bảo ồ, nếu mình gắn một cái màn hình hiện đại theo cái lối của những cái xe đời mới nhất bây giờ thì nó không hợp. Và sau đấy mình quyết định đi tìm giữ lại cái vẻ đẹp cổ điển cho chiếc xe. Thì mình phải mất 3 ngày, mình gọi điện cho các người bạn, gọi là anh em hố vui, bạn bè đấy, rồi các anh, rồi những người đã chơi trước, thì mình tìm được một cái module để nâng cấp cái hệ thống quang mang này, thì cũng đặt mất khoảng 10 ngày mới về. Thì cái hệ thống quang mang đấy nó sẽ có nhiều tính năng, trong đó bao gồm có thể kết nối với điện thoại để nghe nhạc, đấy, kết nối Bluetooth để nghe nhạc luôn. Cái thứ hai là có jack để đấu cam lùi, ổ 10GB đọc đầu DVD, đây DVD đây ạ. Hôm tới sẽ dùng, sẽ thử âm thanh cho quý vị và bạn nghe đấy, và một vài tính năng nữa thì hôm tới mình sẽ lắp và mình sẽ giới thiệu luôn đấy, một người chuyên nâng cấp, gọi là retrofit đấy, nâng cấp cái hệ thống. Và quay trở lại một cái tính năng nữa là cái distro, thì cái đấy thì bạn ấy cũng làm được nhưng mà nó hơi phức tạp và chi phí nó cũng khá cao. Và mình cũng chia sẻ rằng riêng cái nâng cấp cái module đúng cái màn hình fit vào đây, cái con măng mới ấy, thì cái chi phí nó phải hơn 20 triệu và rất có thể nó lại đạt đến gần gấp đôi so với cái đầu Android. Nhưng mình vẫn phải chấp nhận bởi vì giữ lại vẻ đẹp hoài cổ ạ. Mình nghĩ rằng những người yêu những cái vẻ đẹp hoài cổ thì mới mới thế thôi, chứ còn mình nghĩ các bạn trẻ bây giờ thì hoàn toàn nên mua những cái xe mới đấy, có thể bỏ qua luôn những cái video kiểu như thế này bởi vì nó chỉ tập trung vào vẻ đẹp hoài cổ thôi. Ơi, một chiếc xe hơn 10 năm thuộc phân khúc E, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, thưa quý vị và các bạn, 3 vùng 11 năm trước, 13 vùng đây ạ, chế độ auto đấy, mình bật tách zone ra. Đấy. Đấy, có cả chế độ rest rồi, và có cả chế độ điều gió theo các medium này, focus hoặc là tản. Đấy. Thường thì đối với cái sử dụng điều hòa trên chiếc xe mẹt thì mình thường để 22 hoặc 24 độ, sau đấy bật auto lên nó sẽ tự động nó điều gió. Còn bây giờ thì mình xin phép bật gió nhỏ lên, nhỏ một chút để nói chuyện cho dễ. Và đấy, những chiếc xe hạng B cũng không thể có được là rèm chắn nắng phía sau, hai cửa cho hàng ghế sau. Đây là mình đang nói những cái điểm hơn, còn những điểm mà nó thua thì đương nhiên rồi, ông lão 11 tuổi gân cốt nó cũng không khỏe như trai tráng thì cái đấy là đương nhiên. Tiếp theo, một cái điểm mà mình nghĩ rằng những chiếc xe Mercedes hạng sang kiểu phân khúc như thế này nó đi trước 10 năm. Chiếc xe này có 10 túi khí. Xin thưa, 10 túi khí. 1 2 3 4 5 6. Và phía sau có 4 túi khí. Chút hàng ghế sau mình đếm nốt cho quý vị và các bạn xem. Đây, có cả túi khí ngay bên này. Các bạn xem. Và công nghệ của chiếc xe này, Pre-Shape. Các bạn nhìn thấy chữ Pre-Shape không? Đó. Pre-Shape có nghĩa là 10 năm trước mình đã nghe được cái công nghệ an toàn trên chiếc xe Mercedes, tức là nếu tình huống xảy ra va chạm thì các cái phần đỡ phần đầu này này nó sẽ tự động nó điều chỉnh lùi lại, tiến lên tối ưu để giảm tối đa các cái lực tác động vào người mình. Đó là lý do cho đến bây giờ hệ thống đó hoạt động vẫn rất tốt, thực sự là vậy. Ok, khen nó quá nhiều nhưng mà thôi, ngày hôm nay chả mấy khi được khen thì cứ khen thôi. Chiếc xe hạng B nào có được ba nhớ vị trí ghế không ạ? Không ạ. Ghế lái điều chỉnh 10 hướng. Đó. Tất cả cửa đều auto. Rồi. Và thiết kế 10 năm. Bên ghế phụ cũng 3 vị trí. Và hệ thống đấy thì các bạn đã thấy đấy, mình đã vẫn sử dụng tốt.
Rất có thể trong 1-2 năm đấy nó sẽ phải lỗi, nhưng mình phải chấp nhận cái điều đấy. Bởi vì ông già này 11 năm rồi, đúng không ạ? 11 năm thì các bạn có thể nhìn thấy những cái chi tiết nhựa. Đây mình chỉ luôn. Đấy, nó đã bị ố vàng rồi. Cái phần nào mới được là mới được, tức là mình đánh nó sạch được thì vẫn là sạch. Còn cái phần nào mà mình chỉ vệ sinh sạch thôi, còn nó bị ố theo thời gian thì cũng phải chấp nhận thôi. Ok, còn tiếp theo nhé. Đèn là hệ thống đèn auto hết. Đèn auto. Và xe này thì là hộp số 7G-tronic. 7G-tronic này nó cũng hay, chạy nó êm. Cần số thì ngày xưa mình nhớ cái tên kỹ thuật của nó, mình cũng chưa tra lại tài liệu kỹ thuật đâu, 10 năm rồi. Nó là Direct Select thì phải, kiểu như thế này, mình gọi. Cái này thì về mặt thiết kế chưa chắc là đã đẹp, nhưng mà dùng nó khá là tiện, bởi vì mình vẩy theo cái vô lăng này, lẫy chuyển số sau vô lăng. Rồi, chế độ lái, Comfort và Sport. 11 năm trước Mac đã có Drive Mode. Và cho đến bây giờ nhiều chiếc xe thậm chí cao hơn phân khúc hạng B lên đến hạng C chưa chắc đã có. Chưa chắc đã có. Đấy. Video này sẽ hơi dài. Và một cái tính năng mà xin thưa với quý vị và các bạn, những chiếc xe bây giờ 2-3 năm gần đây vẫn quảng bá mạnh về cái auto hold ấy ạ. Thì xin thưa rằng là E310 năm trước thì cũng đã có rồi. Đây ví dụ như này nhá, hiện chữ P nha, khi đi tốc độ thấp ấy, các bạn nhìn này, nhấn vào. Đấy, chữ hold đấy ạ. Và bạn chỉ cần đạp vào ga nó sẽ tự động nó đi. Rồi, tiếp theo ạ, Cruise Control. Đây. Đấy, nếu bạn có hai chức năng, một là lim, tức là bạn limit. Bạn có thể cài đặt qua cái này bằng cách nhấn vào đây. Đây ạ. Đây ạ. Đây, nếu bạn nhấn vào thì nó là lim, còn bạn bỏ ra thì nó là Cruise Control. Thì bây giờ hình như xe mới bây giờ bỏ cái lim này rồi. Đấy, thì mình cài Cruise Control. Và cái chiếc xe này cũng có, đây có cái ly cà phê này, nó sẽ phát hiện cái tình trạng tài xế buồn ngủ và nó sẽ hiển thị cái đèn đấy lên đây. Chưa có rung vô lăng. Rung vô lăng hình như sau này phải E400. Đó. Và đây cần đấy, điều khiển điện nhá, bốn hướng. Rồi. Vô lăng này 10 năm trước. Cái phần da này cũng xin thưa với quý vị và các bạn đã được bọc lại rồi, bởi vì cái phần này là cầm quá nhiều. Một chiếc xe 10 năm chạy 8 vạn thì đương nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng, thì bọc lại cho nó đẹp. Hay là những cái nút này nó sẽ bị ố này. Thì cái này mình cũng đang tìm cách để mình, nếu như có hàng zin thì mình cũng sẽ thay thế. Nếu như có. Đó. Và cái vô lăng của 10 năm trước, logo vẫn sáng bóng. Đấy nhá. Và các nút này đầy đủ hết. Nó không bị trống trơn, nó không bị trơn tuột. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái thiết kế của nó ấy, là nó rất là tôn trọng người dùng. Cái thứ hai là các cái hệ thống điều hòa, kể cả khi bạn bật auto là nấc nó lên rất là êm, này nó mượt. Âm thanh cũng vậy, âm thanh nó sẽ tự cân, khi bạn xuống kính thì nó sẽ tự bật to lên bởi vì môi trường bên ngoài. Hay là khi bạn lùi, hoặc là khi có tín hiệu cảm biến, thì âm thanh hệ thống loa nó cũng phải nhỏ bớt. Tức là gì? Mọi cái thiết kế hơn 10 năm trước rồi luôn luôn tới hướng tới cho chủ nhân và những người ngồi sau một cách gọi là gì nhỉ? Chủ tịch, doanh nhân. Thực chất nó là tôn trọng các bạn ạ. Đấy. The best or nothing mà. Một cái chi tiết rất nhỏ thôi. Đây. Đây là cái tấm chắn nắng. Thì nếu như bạn kéo sang như thế này, rất có thể ánh sáng mặt trời nó trách thì nó vẫn bị cái vùng này. Thì bạn có thêm một tấm như thế này. Đấy. Hai cái. Bên kia cũng vậy. Bên ghế phụ cũng vậy. Đó. Nhìn vậy thôi, các cái ánh sáng màu vàng là nhìn yêu lắm. Yêu. Và đây nhá. Đây ạ. Cái hàng phím bấm này này, hơn 10 năm, nhựa, đời ở kia đi. Nhưng chưa gì, chắc gì mà mình đọc trên mạng bây giờ nhiều dòng xe mới cũng thương hiệu này lại cũng bị mòn. Thì nó có những cái giá trị. Mình không dám so sánh một chiếc xe bây giờ nó chỉ bằng xe phân khúc hạng B. Không dám so bất cứ một cái gì cả. Nhưng mà thực tế là nó có những cái chi tiết mà mình cũng phải nhìn nhận lại ngày xưa nó hay như thế nào. Ngày xưa thì là phanh chân ạ. Nhưng phanh chân nhá. Phanh chân thì một số cái dòng xe ở thấp hơn ấy, mình phải đạp thì nó mới nhả. Đó. Và nhưng ở đây thì mẹ thì mình chỉ giật nhẹ cái là ra. Đấy. Cái thứ hai là đối với chiếc xe này ấy, khi bạn mở cửa thì chiếc xe nó không đi được, bởi vì số đây là số điện tử rồi. Thì cái tính an toàn của nó quá yên tâm. Có những chiếc xe đi cửa vẫn dập dềnh như này, mua cả tỷ đồng luôn ạ. Nhưng mà bởi vì người lái không để ý, vẫn phi ầm ầm. Nhưng xin thưa với mẹ thì không ạ.
Thì đấy là cái giá trị mình nhận lại được. Và mình cũng sẵn sàng đánh đổi. Còn đánh đổi 1, 2, 3 năm hay như thế nào thì cũng không, thì sau đấy mình sẽ chia sẻ tiếp. À, còn gì nữa nhỉ? Cái ghế thì có bơm lưng này. Rồi, ở đây là có cái chứa đồ này. Đấy, cái nỉ nó còn mới lắm. Rồi. Và thảm thì mình lót cái thảm cao su này để vệ sinh cho dễ. Thảm nỉ ở dưới thì cái thảm này mình nghĩ cái thảm bộ zin cũng không còn nữa. Thì có sao thì cũng nói vậy thôi. Và những cái đường hàn, những cái hàn ngày xưa trên cánh cửa kiểu đẹp lắm. À đây, cho xem phần kính này, tại sao nó cách âm tốt này, kính ngày xưa này. Kính nó dày như này ạ. Rồi, nhưng mà tức là một lớp thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nó rất là dày. Thì đấy là những cái giá trị mình nhận lại được. Đấy ạ. Dạ. Tiếp theo, đóng cửa vẫn phê. Thực ra đóng cửa vẫn rất phê. Đấy. Có điều là cái nhược điểm của nó là do không giảm được trọng lượng, cho nên mà công nghệ máy cũ thì đương nhiên cái lượng tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ phải cao. Và trên những cái đường nẹp này bây giờ mình mới để ý nó vẫn còn đẹp. Nếu mà xe bị sơn đồng lại nhiều rồi thì nó sẽ bị méo mó, bởi vì những cái phần này khó lắm để mà nói mà làm. Những thợ cao tay thì cũng có thể làm được, nhưng mà nhìn chung là sẽ... À, rồi. Rèm. Đây là phần rèm. Đấy. Đấy, ngày xưa lại có rèm, kể mà ra rèm điện nữa thì ngon. Và vị trí ngồi ở hàng ghế sau. Thì trước khi vào ghế sau thì mình cũng xin chia sẻ luôn, tại cái điểm yếu của những chiếc xe 10 năm trước ấy là cái công năng, có một vài cái công năng, ví dụ như những cái vị trí để như này là mình để không vừa chai nước. Thì mình phải lựa chọn những cái chai nước phù hợp hơn. Đó. Ok. Rồi, và ngày xưa thì chiếc xe này có hai cái màn hình DVD. Bởi vì form xe là form xe cũ. Chính như vì vậy, mặc dù xe này là xe phân khúc platform hạng D, nhưng mà cái khoảng để chân này này nó cũng không thực sự là quá rộng rãi. Đấy. Tuy nhiên nó có hai cái màn hình. Hai màn hình này thì hiện tại đã không còn hai cái tai nghe nữa. Mình cũng đang tìm cách để tìm lại những cái tai nghe tương thích của này. Và màn hình này sẽ phải điều khiển bằng đây, bằng cảm ứng. Đó. Ví dụ như left right nhá, thì bên left nhá. Rồi. Đây. Đấy, bật lên mẹ này. Đấy, đúng không ạ? Thì mình có thể cắm tai nghe, nghe DVD. Đó. Và giao diện ngày xưa nó là như vậy. Thì tất cả phần menu điều khiển mình điều khiển trên này. Còn bên này cũng vậy, thì mình chuyển sang right. Đây. Và mình bật lên. Đấy. Đấy, bệ tì tay. Thì những cái này cũng cơ bản đấy. Nhưng mà ngày xưa một chiếc xe này. Thực ra ngày xưa Camry cũng là một cái chiếc xe rất là thông minh. Mình đánh giá Camry ngày xưa, bởi vì họ thiết kế cho hàng ghế ngồi sau rộng và khá là hay trong cái phần tiện ích sử dụng. Đó. Lang thang một chút lại sang Camry rồi. Rồi, cất đi, tắt đi ạ. Rồi, chỉnh sang đây, tắt đi ạ. Đây, ưu điểm của chiếc xe này thì khi ngồi ở trong thì bạn có một cái rất là dễ chịu khi mà cái hệ thống điều hòa nó là 3 vùng độc lập. Đây. Đó, tăng giảm nhiệt độ. Đấy, 3 vùng độc lập. Tẩu thuốc đầu. Và nhược điểm của nó nói luôn là không có chuẩn giao tiếp kiểu USB hay là Type-C. Thì bây giờ mình, cái phần đấy thì mình có làm được, nhưng mà thực sự mình cũng không muốn làm. Mình đã rồi, mình muốn là giữ gìn cái nét đẹp cổ điển của nó. Đây là đầu DVD mình có thể cắm ở đây. Đó, và túi khí nhá các bạn nhìn này. Túi khí này, hai bên có này. Đây, rồi. Đấy, và bên này cũng có airbag bên sườn. Đèn vàng kiểu phong cách Bắc Âu, yêu cực. Bạn có thể lên những cái vùng kiểu như Topaz Eclipse ở trên Sapa, rồi những cái vùng phong cách Âu ấy, nhìn nó yêu lắm. Đấy, ok. Rồi, và mình cũng khẳng định luôn, với một chiếc xe hạng B ngày xưa, đã nghĩ đến, và ngày nay đã nghĩ đến người đi bộ chưa? Khó nhỉ? Câu hỏi này hơi khó. Và bạn hãy xem The Best or Nothing. Chiếc nắp cabo này, nhỡ chẳng may có va chạm người đi bộ thì nắp nó sẽ bật lên, nó đỡ, để giảm thiểu tối đa cái chấn thương.
lý do những chiếc xe mà Merck hay dùng cái keyword hay cái slogan gọi là chiếc xe an toàn nhất thế giới, thì những cái thiết kế nó đã đến như vậy rồi. Thôi, có vẻ là hơi dài rồi nhỉ. Gầm ghiếc thì hôm sau mình đi phủ gầm nhá, thì mình sẽ kích lên cho mọi người xem, để xem cái hệ thống gầm ngày xưa của một chiếc xe Đức nó đã làm như thế nào. Và thử mang một chiếc xe hạng 1 tỷ bây giờ ra để so gầm với nó. Xe hạng 1 tỷ bây giờ mới thì chắc chắn gầm sẽ mới hơn rồi, chi tiết nó sẽ là mới hơn 10 năm. Nhưng có những chi tiết cấu thành nên nó chưa chắc đã lại. Và nếu như xin chia sẻ một chút về cái mức kiểu như kinh phí đầu tư cho những chiếc xe như thế này, có thể nói là bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một chiếc xe mới 100% chạy không phải nghĩ, kiểu như là Tucson, thậm chí CRV bản thấp CX-5, vân vân mới 100%, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như bạn không có được cái tình yêu với bộ môn Gymkhana thì chắc chắn là bạn không nên lựa chọn những chiếc xe như thế này. Hoặc bạn cũng không có tình yêu với những chiếc xe đời cổ như này nhưng mà lại có nhiều công nghệ an toàn vượt thời gian thì cũng không nên chọn ạ. Bạn cứ chọn một chiếc xe mới. Còn với mình thì dù sao đấy cũng chỉ là một cái sở thích cá nhân, và cũng xin phép là được chia sẻ với quý vị và các bạn coi như là một trong những cái thông tin tham khảo mà thôi. Ok, đối với cái điểm yếu của chiếc xe mà hơn 10 năm kiểu như thế này ấy, thì thực sự xin chia sẻ với quý vị ạ. Ok, thưa rồi, bây giờ thì đối với phần vận hành chắc chắn rồi, sẽ rất nhiều người lo lắng với một chiếc xe hơn 10 năm, thì cũng đúng vậy thôi, mình cũng vậy. Một chiếc xe hơn 10 năm như thế này, nhất xe châu Âu thời đấy cũng chưa được tối ưu hóa quá gọi là đỉnh cho những cái thị trường kiểu như châu Á hay là Việt Nam. Thì ví dụ như mình lấy một cái ví dụ rất rủi ro, đi xa nó nằm đường đâu thì là cũng mệt. Thì đấy là hoàn toàn có, mình chia sẻ thật sự luôn. Nhưng mà nói gì thì nói, nếu như máy Đức, xe Đức mà dùng đúng cách ấy, thì máy nó rất bền. Đồ nó thay đắt không có nghĩa là nó không bền, mà đồ nó thay đúng với cái giá trị của nó mang lại. Và khi mà mình dùng, mình nghĩ rằng nếu mà dùng đúng cách thì nó sẽ có một cái độ bền nhất định. Qua cái E46 thì mình cũng thấy được cái điều đấy. Rồi, đó. Và nói chung là điểm yếu của một chiếc xe hơn 10 năm thì tóm lại là nó có thể nằm đường bất cứ lúc nào, và rất nhiều chi tiết phải thay thế, điều hòa có thể nó lại không mát rồi, giàn lạnh rồi, vân vân, rất nhiều thứ. Tuy nhiên là ưu điểm mà bạn có, ví dụ bạn đi 40 km, có thể cái máy này nó đo bằng con số nhưng mà thực sự nó êm lắm. Cái ông bạn mà hôm trước cũng phải nhảy sang một chiếc F30 mấy năm ấy, thì khi mà ngồi lên là cũng bị nghiện chiếc xe này. Nhưng mà xin thưa là không được đâu sói ạ, chưa được. Mình phải chạy đủ thời gian để có được những cái thông tin hay, chia sẻ hết rồi sau đấy mình mới tính tiếp. Đúng không ạ? Ok, phần cách âm. Xin thưa với quý vị, cách âm có thể mạnh mồm lắm câu như này: những chiếc xe loanh quanh 1 tỷ bây giờ hạng D, khó có chiếc xe nào lại được. Thực sự là vậy, so với chiếc xe này. Và nếu như bạn nào có những cái dòng xe kiểu như thế, chúng ta có thể hoàn toàn làm một cái cuộc so sánh để cho mọi người tham khảo. Đấy, thì cái đấy là cái giá trị mà mình có được. Cái thứ hai là cái độ êm. Cái độ êm của những chiếc xe Đức đây, nó xử lý tốt lắm. Đây, đi qua, chụt, hết. Đấy, nó êm lắm. Có thể qua cái chỗ sóc thì những cái dòng xe châu Âu kiểu như đấy thì nó sẽ hơi cứng, bởi vì xe là chạy ở tốc độ cao. Cái độ đầm nó rất là tốt. Cái ba nữa là cái cảm giác vô lăng, lái sướng, chuyển, lái dầu thôi nhưng mà nó mượt lắm, nó gọi là nó mượt. Bảo khen thì hơi quá nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái phép so sánh trực tiếp. Nếu như bạn nào đó có thời gian, có xe, chúng ta sẽ hẹn nhau một buổi, hai buổi cũng được, thoải mái. Nhưng ngược lại thì cái lượng tiêu thụ nhiên liệu như bây giờ các bạn này, 17,4 lít from start. Tuy nhiên nếu mà đi đều thì cái khả năng nó mình nghĩ khoảng 13, 14, 15 lít tùy theo cái mình đi. Còn muốn bốc hơn thì bạn chuyển sang sport. Cái quan trọng ấy là một chiếc xe này khi bạn đạp lên này, nó tạo cảm xúc. Đấy, cái đời này ấy thì đương nhiên rồi, bạn sẽ không yêu cầu nó tăng tốc quá nhanh được, nhưng nó êm. Nó êm lắm. Nhưng mà nếu quay lại 10 năm, 1 năm trước nó tăng tốc như thế này thì nó cũng thuộc vào hàng đỉnh cao. Cái thời đấy thì Ferrari với Lambo thì cũng đã làm gì có nhiều đâu. Đấy, cho nên những cái dòng này nó cũng đi trên đường nó cũng rất gì và này nọ. Thì đây, đó, các bạn thấy không? Lên đến 80, 100 mà nó cứ êm do đấy. Này còn không thèm bật nhạc. Sướng.
Đấy, cái thứ, và một trong những cái điểm mà mình cũng cực thích ấy là khi sử dụng những chiếc xe đời cao với một cái chi phí coi như có thể nói khấu hao gần hết rồi, thì mình chỉ lo mỗi cái chi phí thay đồ bảo dưỡng sử dụng thôi, thì mình có một cái cảm giác này luôn luôn được bảo vệ. Tức là bạn ngồi đấy bạn yên tâm luôn, xe phân khúc để xem nào, hạng B, hạng C thì xin thưa là cái độ bảo vệ bằng cái hệ thống khung gầm cũng như cái hệ thống an toàn như những chiếc xe kiểu như thế này này khó đấy, khó mà so lại được đấy. Tất nhiên không ai mong muốn cái điều rủi ro xảy ra cả, nhưng rủi ro thì mình không bao giờ biết trước và nó đến lúc nào trong 1%, 1/1000 giây thôi. Suy ra thì đấy là cái một trong những cái lý do. Còn thực sự cũng đã có nhiều anh cũng có nhắn là rằng có nên đổi từ những chiếc xe đang đi không hỏng gì mà sang những chiếc xe như thế này không, không hỏng gì thì nó có thể mới hơn, được sử dụng khoảng 3 hay 3 năm. Thì thực sự là nếu như khuyên một cách chân thành ấy, chia sẻ từ cái góc kinh nghiệm của mình ấy, thì nếu như chỉ dùng một chiếc xe như vậy đi hàng ngày thì mình nghĩ là không nên. Mình chia sẻ thật luôn. Những người mới dùng, mới mua xe lần đầu xin thưa là cũng không nên, bởi vì bơi trong một cái biển thông tin nó mệt lắm. Còn đối với những người mà đã có một cái gọi là anh em hố vôi, một cái network về service, về đồ phụ tùng, về các địa chỉ và về những người cây đa cây đề như bác Vĩnh Nam, như anh Kiếm Anh trong câu lạc bộ rồi vân 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 ấy, thì chẳng lý do gì cả. Và những cái điểm mà thích ấy thì tôi cũng đã chia sẻ hết rồi. Còn về các cái thông tin mà trong quá trình sử dụng như thế nào đấy thì mình xin chia sẻ tiếp trong những cái loạt video sau. Cái hệ thống loa là loa Harman Kardon. Nếu như bạn bật nhẹ nhẹ nhạc một chút thôi thì thực sự đi đi nó nghiện. Mình sẽ không bật nhạc bởi vì nhạc nó sẽ vướng vào đến phần bản quyền hơi phức tạp. Nhưng mà nghe nhạc này thì những chiếc xe hạng B bây giờ thì chả có chiếc xe nào lại cả. Hạng C thì cũng khó đấy, khó đấy. Hạng C thì phải hạng sang, cơ phân khúc hạng sang. Thậm chí hạng D cũng xin chấp luôn. Đấy, chưa nâng cấp lên 7G Tronic, à 7G Logic. Xin lỗi, 7 Logic, số là 7G Tronic. Thì chuyển số nó êm. Đó. Thì đấy là những cái mình thấy rằng là nó thuộc về cái phần ưu điểm và mình dám chấp nhận đánh đổi. Nói thật ra nếu như bạn đã cầm lái chiếc xe này thì đi lại những chiếc xe cùng phân khúc, có thể ví dụ như Kia Cerato chẳng hạn nhé, nó loanh quanh bây giờ là khoảng hơn 500 đấy, rồi những chiếc xe loanh quanh 4 năm kiểu kiểu như thế thì nó cũng 600. Không có được cái cảm giác như thế này, không có cảm xúc như thế này, nó đầm, nó chắc, nó cách âm tốt đấy. Nhưng ngược lại thì những chiếc xe đấy thì nó chỉ chiều mình thôi, nó suốt ngày nó chiều mình thôi. Thật sự dùng chi phí rất rẻ, thay dầu rồi bảo dưỡng mọi thứ quá rẻ. Đấy, thì mình lại không đau ví. Nhưng mà cái thân thể mình lại không sướng. Có cái này thì dùng có thể là bạn sẽ phải đau ví đấy. Nhưng mà thân thể lại sướng thì nó phải có một cái giá trị đánh đổi nhất định. Đó. Và khi mà mình lấy chiếc xe này, mình có chở ông Hoàng Tuấn là cái ông chuyên hỗ trợ về mình về cái phần review rồi thông tin rồi vân vân ấy. À, mình ngồi cho Tuấn ngồi đây và cho Tuấn ngồi sau thì ông ấy cũng cũng mà lắc đầu quậy quậy rồi bảo ôi sao nó êm thế đấy. Rồi ở những cái độ đầm ở tốc độ cao kiểu như 100, 120, 140 thì nó vẫn là một chiếc xe mềm, không phải ngẫu nhiên mà nó có những cái giá trị nhất định như vậy. Tuy nhiên một chiếc xe đời kiểu như thế này, đời hơn 10 năm trước, thì bản chất cái thiết kế khí động học của nó so với những cái dòng E mới rồi cùng phân khúc kiểu hạng sang bây giờ thì nó không thực sự là tốt bằng. Chính vì vậy những cái tiếng gió này, và các bạn nhìn cái hình thù cái gương này biết là tiếng gió qua gương nó cũng sẽ có. Nhưng mà đối với những dòng xe Đức mà kể cả 10 năm như thế này nhá, thì bạn chạy khoảng 140 trở lên thì mới thấy cái sự khác biệt rất rõ ràng, thậm chí lên 160 thì càng rõ. Rất tiếc là ở điều kiện đường ở mình là giới hạn đường tốt nhất bây giờ là cũng chỉ có 120 thôi. Tuy nhiên chạy 120 là cũng thấy là khác lắm rồi. Đấy. Và ví dụ như những chiếc xe này thì nó cũng có hệ thống gọi là giám sát áp suất lốp. Nếu mà lốp mà có vấn đề về áp suất, bị xịt, bị gì đấy thì bạn sẽ có được cái tín hiệu trên màu đỏ. Còn lốp cụ thể nào thì bạn sẽ phải kiểm tra. Thì mình sẽ phải lắp thêm một cái bộ cảnh báo áp suất lốp trên từng bánh. Đấy, nhưng mà kể cả giám sát áp suất lốp thôi thì những chiếc xe hạng B bây giờ cũng chưa chắc đã có. Kiểu như thế.
Nhưng tóm lại là đây các bạn thấy này, chạy 60, 80 đây, tăng tốc lên nó êm. Đó. Ôi nó lên, đạp đến đâu nó biết đến đấy. Nó mượt. 7G Tronic. 7G Tronic nhưng mà 8 cấp hay 10 cấp bây giờ những cái dòng xe loanh quanh 1 tỷ hơn thì cũng để mà nói về độ êm chuyển số thì nó hơi khó. Tất nhiên là cái những cái dầu của những chiếc xe Đức như thế này, trên chiếc E46 mình cũng đã gặp rồi, thì nó bị nóng quá. Nếu mà chạy ngắt ở tốc độ cao rồi thay đổi gì gì đấy mình khi mà chạy chơi ấy, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng giật. Thì trên chiếc xe này thì sau một thời gian sử dụng thì mình cũng sẽ có những cái đánh giá thêm. Cái thứ hai là những cái gioăng cao su của những chiếc xe Đức như thế này cũng cái khả năng là sau khoảng cứ khoảng 7 năm, tính theo năm, 8 năm, 10 năm thì đến lúc cũng sẽ phải thay. Kiểu như thế thì nó cũng lại phải liên quan đến thay dầu hộp số thì cái chi phí nó cũng cao hơn. Đối với chiếc xe 8 vạn như này thì mình cũng đang cân nhắc một số cái hạng mục, kiểu như là mình sẽ thay những cái lọc gió nó xịn hơn này, lọc gió điều hòa xịn hơn với xe cũ. Lọc gió điều hòa thì để thay tiếp cho nó thơm, nó mát. Rồi cũng sẽ cân nhắc để kiểm tra những cái hệ dầu hộp số, dầu động cơ thì đương nhiên rồi, đến kỳ mọi thứ. Tuy nhiên đối với những chiếc xe châu Âu luôn hoạt động ở một cái độ ổn định cao hơn, độ đầm tốt hơn, độ an toàn tốt hơn, thì đương nhiên rồi cái yêu cầu bảo dưỡng cũng khắt khe hơn. Các bạn hãy hình dung xem những chiếc Rolls Royce, những chiếc Ferrari, những chiếc Lamborghini, McLaren thì công chăm sóc nó tỉ mỉ như thế nào. Đây, hãy xem những cái video mà các anh như là các anh Cường, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường ấy, rồi các anh Minh với cái tên gọi thân thương là anh Minh Nhựa, họ đam mê, họ chơi, thì cái công chăm sóc nó cũng rất là lớn. Cho nên nếu như cái lời cuối cùng mình muốn chia sẻ trong cái chương trình chia sẻ nhanh về cái sản phẩm ông già hơn 10 năm như thế này ấy, thì cũng rất mong muốn là mọi người là có đã sử dụng những cái dòng này, dũng cảm mua những chiếc xe này, thích những chiếc xe này, chơi những chiếc xe này, thì chúng ta có thể chia sẻ thêm những cái thông tin hữu ích trong cái quá trình sử dụng, để những người mà biết đâu trong nay mai lại có cái sở thích như vậy, có thêm những cái thông tin mà họ tự tin họ sử dụng hơn và gọi là đỡ mất tiền học phí. Đấy ạ. Và ngoài ra thì cũng xin hứa với quý vị và bạn là mình những cái phần làm đến đâu, thay những cái gì và những cái kinh nghiệm, những cái địa chỉ nào mà mình cảm thấy là mình sử dụng, đối với mình cảm thấy mình hài lòng và anh em cũng nhiệt tình, thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm để coi như là một cái địa chỉ để các bạn có thể tham khảo. Đó. Còn đương nhiên rồi, nghề làm dịch vụ thì làm dâu trăm họ thì chúng ta cũng phải xác định rằng là nó có cái này có cái kia. Tuy nhiên đấy là những cái địa chỉ mà mình nghĩ rằng là sẽ có ích cho nhiều bạn mà quan tâm đến những cái gọi là bim già, mẹc cổ, bồ lão, ông già như thế này. Còn bây giờ thì xin chào, rất mong mọi người ủng hộ mình nhé, để mình sẽ tiếp tục làm những cái video mang những cái giá trị thông tin hữu ích cho mọi người, coi như là một cái lời tham khảo cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.